Hello, xin chào, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Là Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Nhờ vào những chia sẻ của bà mẹ một con chính là mình đây. Các mẹ bầu ơi, mình luôn biết rằng các mẹ bầu trong giai đoạn mang thai thì khá là áp lực. Đôi khi mình phải nghĩ ăn gì, làm gì để cho mẹ vừa thoải mái lại khỏe mạnh mà con trong bụng thì phát triển ổn định, khỏe mạnh. Nhất là những vấn đề về ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Sức khỏe và dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng, trí thông minh của bé sau khi chào đời. Việc ăn uống đúng cách và khoa học đó là cách để mẹ chống lại những các căn bệnh thông thường và cho bé yêu một sức đề kháng tốt nhất. Mình biết rằng hàng ngày thì các mẹ phải hàng ngày thì ăn các món luộc, hấp, xào, nấu rất là quen thuộc. Thì đôi khi rất nhiều mẹ bầu thích thèm các món nướng rất là thơm ngon, hấp dẫn. Và rất là nhiều người thích cái món nướng này. Tuy nhiên thì các món nướng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với phụ nữ mang thai. Do đó hôm nay thì mình sẽ làm video này để chia sẻ cho chị em, bà bầu có ăn được mực khô nướng và đồ nướng hay không. Thứ nhất, bà bầu có ăn được mực khô nướng không? Mực khô thì đây là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng và rất là quen thuộc đối với rất nhiều chị em rồi. Thay vì thưởng thức mực tươi thì người ta đã mang chúng đi phơi khô, sấy khô để làm các món nướng hoặc là tẩm ướp gia vị rất là ngon. Theo đông y thì mực có tác dụng trong việc bổ máu, có lợi cho hệ tim mạch và lợi tiểu và giúp điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ. Trong mực thì có hàm lượng dinh dưỡng khá là cao, phốt pho và hỗ trợ đắc lực vì vấn đề canxi trong việc hình thành xương và răng của thai nhi. Ngoài ra thì mực khô còn cung cấp nhiều protein, omega 3, sắt, các loại vitamin, iốt. Thì như vậy cũng rất là tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho thai nhi phát triển. Tuy nhiên, bà bầu có nên ăn mực khô nướng không? Việc chế biến và chọn mực khô an toàn hiện nay thì không phải là một điều đơn giản. Nếu mà ăn phải mực khô mà không đảm bảo thì có thể gây nhiều nguy hại đối với sức khỏe của mẹ bầu. Bên cạnh đó thì trong mực có chứa hàm lượng cadmium, thì đây với mức quá cho phép, thì đây là một chất được sử dụng trong công nghệ mạ chắc pin trong sản xuất hợp kim màu nhuộm. Nếu cơ thể ăn phải chất này thì sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm và không tốt cho mẹ bầu. Do vậy thì chúng ta nên hạn chế ăn mực khô nướng thôi nhé, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ngoài ra thì vấn đề nướng mực bằng cồn hay các loại khác thì cũng rất là nguy hiểm. Vì thế các mẹ nên chú ý nhé, chú ý cẩn thận đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Và đặc biệt là để đảm bảo an toàn sức khỏe thì các mẹ cần chọn nơi uy tín để lựa chọn mực, tránh tình trạng mua phải những hàng kém chất lượng và cần hạn chế ăn mực khô, tốt nhất là hạn chế trong 3 tháng đầu. Và bà bầu có ăn được đồ nướng nói chung hay không? Thì khi ta chán những món hàng ngày như luộc, hấp, xào, chiên, nướng thì nướng là một món tạo cảm giác sự ngon miệng và kích thích hấp dẫn. Tuy nhiên thì bà bầu vẫn luôn được khuyến cáo rằng không nên ăn quá nhiều bởi vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Tuy nhiên thì đồ nướng nói chung là cũng có rất là nhiều ưu điểm, như nó cung cấp một nguồn protein dồi dào cho mẹ, cho bé, bởi vì thịt nướng rất là giàu protein, các loại thịt rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cung cấp nhiều các loại vitamin, khoáng chất từ trong rau củ quả nướng kèm. Đây là một món ăn lạ miệng mà kích thích vị giác, do đó mẹ ăn ngon miệng hơn và dễ hấp thu các chất dinh dưỡng, cũng như là tạo tinh thần, tâm trạng thoải mái, phấn chấn. Như vậy thì em bé cũng phát triển ổn định và tốt hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý một số điều khi ăn đồ nướng như sau. Tuyệt đối là chúng ta không ăn đồ tái hay là còn sống, vì cơ thể mẹ bầu rất là nhạy cảm và như vậy
vậy thì dễ bị các loại vi khuẩn tấn công rất là nguy hiểm. Chúng ta nên ăn chín và thật chín. Và bên cạnh đó thì do đồ nướng có nguy cơ bị cháy rất là nhiều. Do đó các mẹ nên tránh những thức ăn bị cháy ra, bởi vì nó rất là nguy hại cho cơ thể. Không chỉ nguy hại đối với bà bầu mà còn nguy hại với tất cả mọi người, bởi vì dễ gây ra các cái bệnh về ung thư. Với một số loại thịt, loại đồ nướng thì chúng ta có thể kể đến như là thịt xiên nướng hay các loại hải sản nướng như tôm, sò huyết, rất là ngon miệng và bổ dưỡng. Thịt xương nướng thì đây là món khoái khẩu của rất nhiều người, trong đó có các bà bầu và trẻ em. Thịt xiên nướng thì đây là thường làm từ thịt ba chỉ hay thịt vai, đùi. Và phần thịt lợn nạc thì có chứa nhiều protein, cung cấp nhiều năng lượng, axit amin, khoáng chất và nguồn dinh dưỡng dồi dào cho thai nhi. Trong quá trình chế biến thì nó thường được tẩm ướp nhiều gia vị có tính nóng và đặc biệt hấp dẫn trong mùa đông như gừng, sả, giềng. Như vậy thì tuy nhiên thì mẹ bầu cũng chúng ta nên hạn chế ăn và ăn với số lượng ít để và tránh những xiên thịt cháy ra nhé. Món tôm thì tôm nướng thì đây là món rất là hấp dẫn và ngon miệng, bởi tôm chứa nhiều DHA và cung cấp cho cơ thể mẹ một lượng axit béo omega 3. Thì đây cũng là một chất rất tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Và bên cạnh đó thì mẹ ăn nhiều tôm thì sẽ giúp về ngăn ngừa chống lại việc thiếu máu và giúp hệ xương răng chắc khỏe hơn. Tuy nhiên thì các mẹ bầu cần đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến và không nên nướng cháy nhé. Sò huyết nướng thì đây là một loại hải sản có vị ngọt, có tác dụng trong việc bổ máu và chứa cũng rất là nhiều dinh dưỡng như đạm, mangan, kẽm và giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu. Hơn nữa thì trong sò huyết còn có omega 3 giúp phát triển não bộ và thị giác cho thai nhi. Và nó cũng là một nguồn cung cấp canxi dồi dào cho mẹ bầu để phát triển khung xương, hệ xương và cân nặng cho bé, nhất là những thai kỳ cuối, những tháng cuối. Do đó thì mẹ bầu chúng ta cũng nên bổ sung một lượng sò huyết vừa đủ trong bữa cơm hàng ngày. Có thể làm nhiều món, trong đó có món nướng. Như vậy thì sẽ có tác dụng rất là tốt cho sự phát triển của thai nhi. Và các mẹ nên nhớ là chúng ta nếu muốn có món thịt nướng, hải sản nướng thơm ngon bổ dưỡng thì cần chọn mua thịt hải sản còn tươi sống, đảm bảo vệ sinh và cần nướng chín kỹ trước khi ăn và chỉ nên ăn một lượng vừa phải thôi nhé. Nhất là mùa đông, sắp đến mùa đông rồi thì chúng ta mà lạnh mà chúng ta rất là thích sự ấm ấm nóng của các món nướng. Như vậy các mẹ nên thận trọng hơn nhé. Vậy là mình đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích và xung quanh vấn đề bà bầu có ăn được mực khô nướng và các loại đồ nướng hay không. Các món đồ nướng thì rất hấp dẫn, nhưng các mẹ mình cũng nên nhớ rằng các món ăn nhanh và các đồ chiên rán thực sự là không tốt cho sức khỏe và dễ dẫn đến tình trạng thừa cân. Việc nướng thực phẩm thì dù là trực tiếp hay gián tiếp, nướng trên bếp ga hay là than hoa cồn thì đều sinh ra những chất trung gian và có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm như bệnh ung thư. Đặc biệt là phụ nữ con thai thì chúng ta nên và rất hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu mỡ và chiên rán và nướng nhé. Các mẹ nên nhớ rằng an toàn và đủ chất đây là điều quyết định trong toàn bộ thai kỳ. Các mẹ nên tuân thủ và thực hiện theo nguyên tắc này nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn. Và đừng quên đăng ký kênh Làm Mẹ của mình để cập nhật những thông tin bổ ích hàng ngày nhé. Và nếu các mẹ có bất cứ câu hỏi gì hay quan tâm đến vấn đề gì cần mình giải đáp, chia sẻ thì vui lòng để lại comment ở bên dưới nhé. Và bây giờ mình sẽ tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye!